Chào mừng em đã quay trở lại với thế giới Dragon City và Mia Thanh NG đây. Thì nếu anh em là thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì ở đây chúng ta đang bán giảm giá cái đồng tiền coin ở đây này. Và xem nào, ở đây thì nó có cái gì nữa đây? Siêu nhân à? Siêu nhân mình có rồi, mình bị trừ mất 26 cái cúp này. Chúng ta sẽ lấy thêm cái này nhé. Ở đây thì chúng ta đang up xong được một con rồng mới rồi. Và mình chắc là mình sẽ cho vào đây thôi. Hôm nay thì mình sẽ có thể review cho anh em xem một con rồng mới này. Trên kia sẽ, từ từ nha, mình sẽ cần phải là lấy hết vàng này đã nhá. Chúng ta sẽ lấy hết vàng để lấy thêm cái điểm coin tham dự vào cái sự kiện kia. Mình sẽ up luôn cái con khủng long. Con khủng long chắc là mai nó sẽ nở ra. Ở đây thì mình đã nở ra một con, đó chính là con Glacia. Đây là một con rồng mới của mình. Con này thì nó có hệ băng này, hệ sấm sét và hệ lá. Mình sẽ cho nó vào hệ sấm sét này, môi trường sấm sét luôn. Đó, Glacia là một con mới của mình nha. Rất rất đẹp mắt. Và mình sẽ nhận được thêm hơn 500 điểm coin này. Nó còn uống cái cốc nước lạnh chứ. Chắc là nóng quá. Nhưng mà nó là băng cơ mà nhỉ. Cần gì phải uống nước lạnh ta. Rồi mình sẽ tắt cái quảng cáo đi và mình sẽ quay trở lại với Glacia. Đây chính là Glacia của chúng ta. Rất đẹp. Nó sẽ làm gì? Uống nước à? À, nó sẽ nhả một cái viên đá ra vào cái cốc nước và uống nước mát. Mình sẽ cho nó ăn lên nha. Ok, mình sẽ cho nó ăn lên cấp 4. Đây chính là cấp 4 chúng ta. Nó sẽ chui xuống đất à? Chui xuống cái hố băng đúng không? Wow. Và nó sẽ ra từ cái hố băng khác. Nhìn khá đẹp ra nhờ. Mình sẽ cho lên cấp 6 này, cấp 7 này. Và đây là cấp 7 của nó. Đây chính là Glacia. Tạo ra một cơn mưa. Gọi là băng tuyết à? Cơn mưa băng tuyết đúng không? Bão tuyết. Và nó sẽ tan biến đi chứ. Đẹp phết. Và bây giờ tên cho nhân vật này là gì nhỉ? Nhân tên nó là Aokiji nhá. Chúng ta sẽ đặt tên tạm là Aokiji như này. Một đối ốc hải quân. Rồi đó. Và chúng ta sẽ xem cái thông tin của nó ở trên website xem như nào. Chúng ta sẽ tìm tới Dragon City. Và mình sẽ tìm tới cái con này. Nó xem là con gì nhỉ? Glacia Dragon được. Đây chính là hình con rồng đấy. Đẹp phết. Đây dạng 1 của nó này. Mình sẽ xem. Cái này là How to Breed rồi. Đây mình xem cái thông tin của nó thôi. Rồi đây chính là thông tin của Glacia. Chúng ta sẽ có chiêu Dias World. Có vẻ ngon. Đây là một chiêu thanh gươm của Dias. 1.000 hơn 1.000 đam. Chiêu vật lý thưởng đấy. Một chiêu đông lạnh 1.350 này. Bóng điện 1.200. Và một cái Rotating Spell thiên nhiên là 1.200 đam. Thông tin về con này đây. Cái gì đây? Cái lạnh đã khiến toàn bộ cơ thể của Glacia. Lưỡi dao của nó đã biến toàn bộ cơ thể của Glacia trở thành một vũ khí nguy hiểm. Vào mùa đông thì nó sẽ rút lui về vùng cực để tái sinh sức mạnh của mình. Khá là hay. Để thông tin về nó. Rồi, và chúng ta sẽ có một chỗ trống ở đây. Thì mình sẽ up luôn cái con rồng mới của chúng ta. Đó chính là cái con đây, mình sẽ triệu hồi ra luôn Fuming Dragon này. Đó, Fuming Dragon sẽ còn một ngày nữa sẽ up ra. Quả trứng nó rất là đẹp nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái hòm của team. Hòm vàng. Ngon. Hòm vàng của team sẽ rơi ra cái gì đây? Pangen. Gauntlet ở Pangen đó rồi. Gauntlet được 20 op này. Vulcan 6 op. Ngon. Primer. Handraco. Nhìn chung vẫn chưa đủ con gì cả. Thật sự vẫn chưa đủ đúng không? Chúng ta sẽ đợi một chút để nó trao thưởng vào trong cái hòm của chúng ta đã. Rồi. Và khi chúng ta đã xong. Khi đã trao thưởng xong thì chúng ta cũng không thể triệu hồi được con gì cả. Mình sẽ vào trong cái đấu trường. À không, vào trong cái nông trại. Và mình đang cố gắng lấy cái hòm ở trên này. Không biết có đủ điểm không. Con Tailwind này 360 đúng không? Mình còn hơn 800 điểm thôi. Chắc đến chiều nay mình sẽ lấy cái hòm này nốt. Nhưng mà tận hai cái hòm cơ. Hòm này sẽ chứa một game này. Sky King 420 điểm. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm khoảng 800 điểm thì mới lấy được cái này.
Rồi chúng ta sẽ lấy cái này sau vậy nha. Và chúng ta sẽ ở đây thì mình có một con rồng mới á. Mình sẽ bỏ con Archangel đi. Mình sẽ bán luôn đi này. Và mình cho cái quả ấp này vào luôn. Quả ấp này lại là Mercury à? Mercury thì mình không cần. Pancon và Steampunk đây. Vẫn đang cố gắng là like đây. Cứ cố gắng là like chăm chỉ là kiểu gì nó sẽ ra thôi. Nó không quá khó đâu. Rồi và chúng ta sẽ tiếp tục nào. Mình sẽ vào trong phần đấu trường xem nếu có thể thi đấu trong này không. Hy vọng nó có thể thi đấu được. 5-9-17. Mình bị trừ khá nhiều điểm rồi đấy. 5-9-9-8 và còn 6 tiếng thôi sẽ kết thúc cái Dark High này. Mình còn thiếu gần 100 điểm thôi. Skip thôi, skip ra sang thành viên khác thôi. 34-30 này. Hôm qua dễ đánh thế, hôm nay mà lại khó đánh thế này rồi. 20 rồi, hay. Hoàn toàn thì đánh được Dark Pier. Nó có nước à? Nước thì hơi ngại nhờ. Dark Pier level 26 kìa. Iceling. Và đều có băng giá hết. Hai con sau thì không ngại lắm. Rồi đánh đi. Đằng nào thì cũng vẫn phải đánh thôi. Không có cái nào khác cả. Con này yếu mà. 18 Thousand Sunny. Có chiêu gì khắc chế nó không? Không hề. Mình không hề có một chiêu gì khắc chế được cái chiêu bóng tối của nó cả. Cố gắng thôi. Tiêu diệt nó. 6000 này. Sợ nó cho một phát bắn là chết mình mất. Acid Rain. Biết ngay mà. Wow. Một phát Acid Rain sẽ mất khoảng 15k máu đấy. Khỏe nhờ. Chiêu này thì có liệu có hạ được nó không? Swap này, chiêu này mình 1900 dam. Vấn đề nó tận là 11.000 mấy cơ. Rồi. Chúng ta sẽ giảm máu xuống đã, tính sau. Đó, và Acid Rain. Đại bác. Wow, gần chết rồi. Sợ thế nhở, cấp 26. Bọn này nó sẽ yếu hơn này. Nào, tiêu diệt cái con thuyền cướp biển đã. Tình hình có vẻ là không ổn cho lắm nhờ. Chúng ta hoàn toàn có thể chết ngay luôn đấy. 10k. Oh, wow. Bình tĩnh nào, nó sẽ còn 11k thôi. Đóng băng này. Trận này thì hoàn toàn mình vẫn có thể thắng được nếu đánh chuẩn ra đúng không. Sky King cũng là hệ Sky King 21. Đừng chết nhá. 10k. Vừa đẹp. Hai con chủ lực của mình không hề chết mà nó vẫn sống đây. 19.000 này, đã xong một bé. Thanh niên nào lên tiếp đây. Chúng ta đã chiến thắng trong cái cửa này rồi. Và tiếp theo thì mình sẽ đối đầu với ai đây? 25 à? 25 và 25. Ba con 25. Mình sẽ skip cái đi đi. 25, 19 và 19 này. Đánh được này. Chúng ta cần một con để đỡ đòn cái nhờ. Con gì đây? 8k2, 294 đam như nhau, cấp 17 đúng không? Vào đi, chiến thôi. Băng giá. Băng giá thì mình không sợ nó lắm. Vấn đề chắc không chết được đâu. Một phát chắc không chết được đâu. Nó đánh đánh trước à? Flying kick này. 5000 máu. Không chết được kìa, hay. Đây rồi. Mình muốn hit một hit là chết được con kia luôn. Thì mình dùng cái chiêu này đi. Là hợp lý nhất. Đóng băng cộng này. Chết đi. 18k máu đã đai. Keiko này cũng chết này. Có thể là 1300. Nó có lửa. Lửa thì nước của con rồng ma băng là hợp lý nhất này. Là hoàn toàn thế giới được con này luôn. Đó, nước. Lốc xoáy 16k. Đã chết. Thanh niên hoa, rồng hoa. Rồng hoa thì thật ra thì con này vẫn khỏe hơn nhiều. Thì mình sẽ cho con này dùng chiêu băng giá của nó. 1900 dam cơ bản. Đây rồi. Đẹp rồi. 10.300. Hơn 300 máu là được rồi. Thắng 2 trận ngọt nhờ. Ngon vãi. Team ta có thể là hoàn toàn lên được 6k đấy. Thêm 3 đồng tiền này. Còn 2 đồng nữa thôi. 25 Hades à. Con rồng Hades cay giữ địa ngục đúng không? Con rồng chuối này. Khó chịu quá. Này không đánh được rồi. Thôi mình sẽ tạm thời dừng ở đây vậy.
Mình sẽ vào trong cái phần là mình còn khá nhiều nhiều thứ để phải làm trong này đây. Mình còn phải triệu hồi một số con rồng ở trong cái đảo này nữa này. Và chúng ta sẽ còn một số cái nhiệm vụ nữa để là chúng ta có thể mở được cái chúng ta sẽ tiếp tục đào thêm các cái loại đá quý đã. Đào hết đá quý đã. 180.000 thức ăn à, 180.000 vàng. 80.000 vàng và 110.000 nữa. Mình sẽ lấy tất cả các cái nguyên liệu này hơn 4k. Rồi đó, và nó sẽ quay trở ra nha. Mình sẽ quay trở ra với cái thế giới Dragon City của mình và sẽ tiếp tục ở đây. Anh em đợi chút nha, nó hơi lâu một chút. Mình sẽ còn một số trận ở trong phần quest này, một số trận nữa ở trong cái phần đấu trường. Cái này sắp kết thúc rồi đấy. 26 đến mùng 3 tháng 1 đúng không? Hôm nay là mùng mùng 2 rồi. Mùng 2 tháng 1 rồi. Mình còn chưa like được con này cơ, còn vì con này nó còn chưa sinh sản xong. Mình không biết là cái con thêm một con rồng nữa mình còn bao nhiêu mảnh nữa. Pangen này. Ok, đang tìm xem. Gauntlet mới được có 5 năm mảnh trên 100 mảnh thôi, vẫn chưa đủ. Phải chăm chỉ xem quảng cáo hơn cũng như phải làm nhiệm vụ này. Phần quest đây. Còn rất nhiều nhiệm vụ chưa xong. Nhiệm vụ này nữa này. Một đống nhiệm vụ luôn đấy. Quest ra quest. Chinese cấp 6 này. Luyện luôn cho hai con này luôn. X-Drake và Basil. Tiến lên nào. Tập trung là hạ gục nó. Hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn thôi. Chúng ta sẽ làm cái gì đây? 2k7, chết luôn rồi. Con rồng gì nhở? Mình sẽ luyện chiêu này đi, tại vì nó có chiêu khắc hệ với con ánh sáng này. Salomon, Salomon Dragon, vua, vị vua. Đã đai một bé này. Thanh niên nào lên hiến mạng tiếp nào. Terra. Con rồng gì đây? Nhìn khá đẹp nhở. Ok, chúng ta sẽ sử dụng cái chiêu của chiến binh này. Tiêu diệt nó. 16.000 máu. Con nào lên tiếp đây? Đây chính là con rồng thùng rác. Earthquake, động đất. Nó là chiến binh, à nó là Terra đúng không? Mình cứ dùng chiến binh thôi. Mà hùng nó thôi, đơn giản, nhẹ nhàng. Basil Hawkins. Và đối đầu với con Dave. Cấp 13. Phía này thì chúng ta sẽ còn nhiệm vụ Pocket. Pocket không làm được này. Thêm cái óp nữa. Óp của con gì đây? Óp của con con này mình chưa có này. Con rồng có cả một cái giải đất ở trên lưng của nó. Yêu cầu đây là con rồng Sugar đúng không? Soul Esther. Và hai con này sẽ được đi theo sau. Luyện luôn. Luyện quáng 3 sao vàng. Nhanh thôi, 3 sao vàng nhanh thôi. Rồi, rồng bùn này. Rồng này không phải rồng bùn mà là rồng petro gì đó. Rồng dầu hỏa, à rồng dầu. Dầu nhớt. Chúng ta sẽ cho X-Drake lên tấn công nó bằng chiêu Earthquake. 7k máu thì cũng không chịu được đâu. Đã đây, Earthquake 7k3. Ngon. Con nào lên tiếp đây? Đây chỉ là con rồng tụ bóng tối hai đầu. Hệ pua. Hệ pua thì mình cũng không có hệ gì cả. Thôi đánh chiêu mạnh nhất của mình đi. Như thế này đi. Và con rồng cuối, con cấp 15 kia, con rồng gì nhỉ? Nhìn khá lạ, mình chưa nhìn thấy bao giờ luôn. Đây, con cấp 15 đây. Cấp 15 đây, đẹp thế. Cầu vồng à. Cầu vồng thì sử dụng con ba siêu thôi. Nó có chiêu khắc hệ được mà. Đây, chính thanh niên này đây. Đó. Con rồng nhìn đẹp thế. Con này là con gì ta? Như kiểu là mặc cái bộ áo giáp ấy nhỉ? Có vẻ khá giống. Chúng ta sẽ còn một nhiệm vụ nữa thì phải. Nhiệm vụ ở đây là yêu cầu con Ace Dragon này. Đây. Và mình sẽ thêm một cái orb ở đây. Đây chính là con Speed. Cố gắng lấy con Speed cái thần bài này. Hai con này luôn. Tiến lên nào. Chúng ta sẽ phá nát cái này ra. Thần bài hoàn toàn có thể giết được. Nhưng mà mình muốn đang luyện cho mấy con này.
Thần bài à? Thần bài là con đầu tiên mình có ấy, từ ngày xưa luôn rồi. Rất là lâu rồi. Đã đai, GG. Đây chính là con Ice Spiker 2500 máu. Khá là ghê ta. Chiêu lửa đi, chúng ta sẽ phun lửa mặt nó. Lava Bones, đánh bại nó. Lava Bones. Chết này, 15.000. Đã đai. Còn nào tiếp theo đây? Đây con Deep Rest Deep Drain 2002. Thế thôi gì, mình sẽ cho nước này để cho Deep Red chết luôn. Deep Red này cũng đai. 16.000 máu, đã đai rồi. Xong phim luôn. Chúng ta sẽ chiến thắng trận này, đơn giản quá, không có gì khó cả. Mấy cái sự kiện này thì mình không làm được rồi. Và rồi chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Dragon City. Bye bye.